Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng có mời quý vị theo dõi bản tin phân tích sản xuất công nghiệp và niềm tin kinh doanh phục hồi do Nam Anh thực hiện. Theo siêu tầm của Tâm Minh, bất chấp các thông tin tồi tệ về đại dịch, về quyết sách của Tổng thống Donald Trump trên truyền thông cánh tả, kinh tế Mỹ có dấu hiệu phục hồi vững chắc sản xuất công nghiệp tăng liên tiếp 3 tháng gần đây, niềm tin kinh doanh phục hồi mạnh mẽ. Sản lượng sản xuất công nghiệp Mỹ tăng tháng thứ ba liên tiếp, cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia tài chính phố Wall. Sản xuất trong các ngành công nghiệp xe hơi và phụ tùng xe hơi của Mỹ tăng 28,3% trong tháng 7 năm 2020. Sản xuất công nghiệp của Mỹ đã tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 7 khi nền kinh tế tiếp tục đã phục hồi. Hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 8, Cục Dự trữ Liên bang cho biết sản xuất công nghiệp, thước đo sản lượng tại các nhà máy, hầm mỏ và tiện ích đã tăng 3%. Số liệu đã loại bỏ yếu tố mùa vụ trong tháng 7 so với tháng 6, sau mức tăng 5,7% vào tháng 6 trước đó các nhà kinh tế được thời báo The Wall Street Journal khảo sát dự kiến mức tăng sản lượng sản xuất công nghiệp Mỹ chỉ ở mức 2,8% trong tháng 7/2020 đáng lưu ý đây là mức tăng tháng thứ ba liên tiếp khi nền kinh tế Mỹ đang vật lộn giữa trung tâm của đại dịch virus viêm phổi vũ hán cho thấy sức phục hồi mạnh mẽ hình chữ V của ngành sản xuất của Mỹ. Sự phục hồi của khu vực sản xuất trong nền kinh tế thực luôn mang lại nền tảng phục hồi bền vững nhất cho nền kinh tế. Bởi vậy, nó luôn là dấu hiệu dẫn báo đáng tin tưởng nhất cho tăng trưởng của mọi nền kinh tế. Sự phục hồi này không chỉ đến từ việc mở cửa trở lại nền kinh tế mà còn đến từ nền tảng sản xuất trong lòng nước Mỹ được củng cố vững chắc bởi chính sách thuế ưu đãi, chuỗi cung ứng từ Trung Quốc được dịch chuyển mạnh mẽ về Mỹ trong gần 4 năm qua đã tăng cường nội lực cho nền kinh tế này trong khủng hoảng. Rubila Faroki, nhà kinh tế trưởng của Hoa Kỳ về kinh tế tần suất cao cho biết, con số tháng 7 2020 là một sự gia tăng mạnh mẽ khác của sản lượng, nhưng cảnh báo rằng mức tăng đó vẫn còn mong manh do sự khó định đoán của đại dịch, theo CNBC. Sản xuất chế tạo, khu vực kiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngành sản xuất Mỹ đã tăng tới 3,4% nhờ vào mức tăng 28,3% của ngành công nghiệp xe hơi và phụ tùng xe hơi. Sản xuất của ngành dịch vụ tiện ích tăng 3,3% do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ tăng lên vì thời tiết ấm áp bất thường. Ngành khai thác tăng 0,8%. Fed cho biết việc sử dụng công suất một thước đo mức độ trì trệ của nền kinh tế công nghiệp đã tăng lên 70,6% trong tháng 7 từ mức 68,5% đã điều chỉnh vào tháng 6. Các nhà kinh tế kỳ vọng rằng việc sử dụng công suất đạt 70,2%. Chỉ số PMI và niềm tin kinh doanh của Mỹ phục hồi mạnh mẽ trong 3 tháng gần đây. Đầu tháng này, hai cuộc khảo sát đối với các nhà quản lý mua hàng PMI cũng chỉ ra rằng hoạt động sản xuất đang dần mở rộng. Sau sự sụt giảm mạnh vào mùa xuân do chính sách đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, khiến cho các nhà máy đóng cửa và làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Tháng 8 năm 2020, chỉ số khảo sát đối với các nhà quản lý mua hàng của Mỹ tăng cao nhất trong một năm qua, đạt mức 53,6 điểm. Mức điểm trên 50 cho thấy các nhà quản lý mua hàng của Mỹ dự báo mở rộng đơn hàng trong tháng tới. Dấu hiệu tích cực này cho thấy sản xuất trong nước của Mỹ có thể duy trì đà phục hồi tốt trong tháng tới, đặc biệt khi cuộc chiến vaccine chống lại đại dịch đang tiến triển khả quan. Song song với các dấu hiệu phục hồi vững chắc ở khu vực sản xuất, niềm tin kinh doanh của Mỹ trong tháng 8 đã phục hồi hình chữ V, đạt 54,2 điểm, cao hơn mức 52,6 điểm vào tháng 7 năm 2020 và là mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2019 trở lại đây. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt trình đốm tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC. Xin email về Washington DC at tv Bích Phương kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Vết Phương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.